Mến chào quý khách. Hôm nay vườn mai Như Huỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình mặt hoa giảo cánh tròn bên vườn em. Và đặc biệt nhân dịp lễ lớn thì em Huỳnh có tri ân khách hàng giảm giá đối với một số loại mai. Cả nhà hãy xem hết video của em. Đây chính là dòng mai giảo cánh tròn. Phơm cánh nó tròn ha, nhị xoay vòng tròn rất là đẹp, rất là khéo. Và cái nhị nó nhiều ha, nhị nó cực kỳ thơm. Dòng mai này 8-12 cánh và sinh trưởng cực kỳ mạnh luôn. Mọi người nhìn thấy cái nếp của nó cực kỳ duyên ha. Thì bên vườn Huỳnh nhân giống rất là nhiều. Và hiện tại thì em có dựng ngọn một số cây lên nè, cao tầm khoảng 20-25cm. Và nó cũng có một ít nhánh nè, mọi người có thể lấy bo được liền luôn nha. 100.000 một cây, 3 cây là em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng 1. Quý khách có thể là lấy mỗi loại cây ha, đi kèm với những loại kia. Và đặc biệt dòng mai này thì nó duyên ha, em bao giống 100% cho quý khách, ghép gốc quấn rễ. Hôm nay cây giảo siêu bông Sài Gòn của Huỳnh nó cũng nở hoa nè, phơm hoa cực kỳ to luôn. Cái cánh nó cũng to và dài và to cả nhà, bông chùm ha, cái nụ cũng to nữa. Rồi Huỳnh ghép những cái gốc này nó cũng to và khỏe nha. Cây cao cũng khoảng tầm 1.5 gram tay của Huỳnh, tầm từ 20-30cm. Và nó cũng có chèo nhánh như thế này nè. Mọi người hãy sưu tầm lấy bo được nha. Một số thì em dựng ngọn rồi, còn một số thì em chưa kịp dựng ngọn lên. Thì cả nhà thấy nè, đó mọi người có thể lấy bo được ha. 3 cây là 290.000 là em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng 1. Đối với dòng mai này thì nó cũng sinh trưởng rất là mạnh luôn. Và khi mà mình ghép vô các mai phôi em thấy nó rất cực kỳ mạnh á. Đây chính là thọ hương lá cẩm thạch. Cái giống mai này nó sinh trưởng mạnh ghê lắm cả nhà. Và hoa thơm bông chùm, lá nó đẹp nè, hoa lại nhiều cánh nữa. Mình thấy cái dòng mai này nó hoàn hảo vô cùng luôn. Và trong thời gian ngắn thì em nhân giống được rất là nhiều luôn, ghép cực kỳ nhiều, khoảng tầm mấy ngàn cây. Bởi vậy nhân dịp lễ em Huỳnh sẽ tri ân khách hàng đối với dòng mai này, giảm giá 150.000, trước đây là một cây, bây giờ 100.000 một cây, nhưng mà đổi lại là 3 cây em Huỳnh bao ship, 10 cây tặng 1. Quý khách ơi hãy nhanh tay sưu tầm dòng mai này, bởi vì á nó dễ chăm ha, cẩm thạch mà dễ chăm nữa. Mình trồng á nó sẽ liền cốt như cây zin luôn và rất là đẹp. Rồi đây cả nhà ơi, đây chính là mai hoa hồng Thanh Tú. Thì cái dòng mai này cái form của nó đẹp giống vung như bông hồng nên đặt là hoa hồng Thanh Tú. Và cái điểm đặc biệt đó là cái lá nó đỏ ha, cái lá non nó đỏ. Rồi cái lô mai này hôm nay á, là coi như cành nhánh nó xum xuê nè. Nó cao khoảng tầm từ 30-40cm. Và nó có chèo nha, nó có chèo nhánh để cho quý khách lấy bo. Gốc thì nó cũng to khỏe nữa, lùng lực nhưng mà chia cành nhiều. Rồi 100.000 một cây, 3 cây là Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng 1. Cả nhà nên sưu tầm dòng mai là hoa hồng Thanh Tú đi cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Đó, một trong những cái dòng mai mà Huỳnh thấy là vừa chia lá cho hoa đẹp luôn á. Đây chính là dòng mai nhị ngọc toàn. Cái lô này Huỳnh ghép cái gốc to khỏe, bự hơn những cái dòng mai khác rất là nhiều luôn quý khách. Và cái bo nó không dài lắm, nó còn ngắn ha. 300.000 một cây là em bao ship. Em có ghim trên màn hình cho mình xem á, cái bông hoa có khi thì mọi người thấy màu trắng nè, rồi nửa vàng, nửa trắng, màu kem, rồi ở giữa nó có một cái viền vàng. Thì do là mai đột biến nên nó sẽ có những cái mặt hoa như vậy, chứ không phải là 100% đều là nửa trắng, nửa vàng nha cả nhà. Em bao giống 100%. Rồi tiếp theo nữa là tiếng vua bông chùm, hay còn gọi là tiếng vua siêu nụ luôn. Đây cây bên Huỳnh nè, trời ơi nụ quá trời như thế này, như y như lông nhím. Và em lấy bo từ cây đó để ghép ra những cây như thế này. Gốc to khỏe, gốc là coi như nó cuồn cuộn luôn đó, gốc đế. Và cành nhánh hôm nay thì nó cũng dài rồi, mọi người có thể sưu tầm lấy bo nhiều ha. 200.000 một cây, 2 cây là Huỳnh bao ship, 10 em tặng 1. Thì cái dòng mai này rất là lạ luôn. Nụ của nó sẽ đeo đặc giống như cây mẹ như vậy luôn á quý khách. Rồi ai thích cái loại nào thì hãy alo cho vườn mai Như Huỳnh. Và tất cả các dòng mai em đều là bao giống cho mình 100%. Rất là cảm ơn quý khách đã ủng hộ cho vườn mai Như Huỳnh thời gian qua. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.